Bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm bánh pizza bằng bánh mì sandwich các bạn nhá. Các bạn đi làm bánh cùng mình luôn các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cắt bánh ra các bạn nhá. Để mình cắt ra xong tí mình sẽ dằm trứng các bạn nhá. Đây mình sẽ cho thêm 4 quả trứng các bạn nhé. Đây mình sẽ cho thêm 4 quả trứng các bạn. Rồi đã mình đập xong trứng các bạn nhé. Giờ mình sẽ đặt đều lên các bạn nha. Mình sẽ dằm cho nó nát bánh ra các bạn nha. Dằm nát bánh mì ra. Các bạn ơi, mình đã dằm xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho một chiếc dầu để mình hấp các bạn nhé. Giờ mình sẽ cho thêm tương ớt các bạn nhé. Và mình cho lượng tương ớt vừa phải là các bạn ạ, không cay không ăn được các bạn nhé. Mình sẽ cho thêm vỏ cua các bạn nhé. Đây mình rải đều lên trên mặt các bạn nhé. Đã rải xong thịt bò các bạn nha. Và mình sẽ cho thêm xúc xích các bạn nhé. Cho xong số xích các bạn nha. Mình sẽ cho thêm phô mai sợi các bạn nha. Đây, cái này là cái quan trọng nhất. Nếu mà làm bánh pizza mà không có phô mai sợi này thì chúng ta sẽ không làm bánh pizza thành công đâu các bạn nhé. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho vào để mình nướng các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ tắt được các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ xay bánh và thử cho các bạn nhá. Ô, các bạn ơi, bánh đã chín rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đã nướng xong rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cắt bánh các bạn nhá.
bạn nhìn ngon không các bạn này. Các bạn ơi, các bạn bánh pizza của mình nha. Bánh nó rất nóng các bạn ạ. Thơm lắm các bạn ơi. Các bạn cũng ăn bánh mình nha các bạn nha. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Rất là ngon các bạn ạ. Bạn nào mà đang đói thì bánh pizza này thì đây, chào các bạn nha. Nóng ngon các bạn ạ. Các bạn ơi, vậy là mình đã làm thành công món pizza bằng bánh mì sandwich rồi các bạn nhé. Các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Và nhớ nhấn cái chuông để nhận thông báo khi mình ra thêm video tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.